ngân ngủi nhưng phi thường. Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, vị thánh được yêu mến và kính trọng bởi lòng yêu mến Chúa tha thiết, đời sống khiêm nhường và con đường nên thánh đơn sơ mà sâu sắc. Qua cuộc đời ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa, Thánh Teresa đã dạy chúng ta về con đường của tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thánh Teresa sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, Pháp và qua đời khi mới 24 tuổi. Tuy chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng những gì mà Teresa để lại là một di sản tâm linh phong phú và mạnh mẽ. Teresa bước vào dòng Cát Minh khi mới 15 tuổi, sống một cuộc đời ẩn dật, đơn sơ và khiêm nhường, nhưng đầy tình yêu đối với Thiên Chúa và mọi người. Thánh Teresa không làm những công việc lớn lao, không giảng dạy đông đảo, hay thực hiện những phép lạ kỳ diệu. Nhưng chính trong sự nhỏ bé, những việc làm bình thường, hàng ngày, Teresa đã tìm thấy con đường nên thánh qua tình yêu vô biên dành cho Chúa. Teresa gọi đó là con đường nhỏ. Con đường của sự tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Teresa không tìm kiếm những hành động lớn lao hay những danh hiệu cao trọng trong giáo hội. Thay vào đó, cô sống mỗi ngày với những công việc nhỏ nhặt, nhưng lại dâng lên Chúa bằng cả trái tim. Cô gọi con đường của mình là con đường nhỏ. Con đường của sự khiêm nhường, đơn sơ và yêu mến trong từng hành động. Teresa tin rằng những việc nhỏ khi được làm vì tình yêu sẽ trở thành những hành động cao cả trong mắt Thiên Chúa. Cô đã dạy chúng ta rằng không cần phải làm những việc to tát mới có thể đến gần Chúa, mà chỉ cần sống trọn tình yêu trong những việc thường ngày. Cô nói, tôi muốn làm mọi việc với tình yêu lớn lao. Chính con đường này đã giúp Teresa trở thành một vị thánh mà không cần thực hiện những phép lạ hay hành động phi thường. Mặc dù cuộc đời của Teresa rất ngắn, nhưng cô đã trải qua nhiều thử thách và đau khổ. Cô bị căn bệnh lao hành hạ trong nhiều năm cuối đời, chịu đựng cơn đau thể xác dữ dội, nhưng không bao giờ mất đi niềm tin vào Thiên Chúa. Thay vì than trách hay bi quan, Teresa dâng những đau khổ của mình cho Chúa và luôn giữ lòng yêu mến và vui tươi. Cô thường nói rằng, đau khổ của mình không là gì so với tình yêu mà Chúa đã dành cho cô. Sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và niềm tin vững chắc rằng Chúa sẽ sử dụng những đau khổ của cô để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại là một phần quan trọng trong linh đạo của cô. Cuốn tự truyện nổi tiếng của Teresa, Tự thuật, Lịch sử một tâm hồn, đã trở thành một trong những tác phẩm tâm linh được yêu thích nhất. Trong đó, cô kể về hành trình đức tin của mình, từ những trải nghiệm tuổi thơ, cuộc sống trong tu viện, cho đến những cảm nhận sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa. Qua những trang sách này, Teresa đã mở ra trái tim của mình, chia sẻ về tình yêu vô điều kiện dành cho Chúa và cách mà tình yêu này đã dẫn cô qua mọi thử thách và đau khổ. Cuốn sách đã mang lại niềm cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới và đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Sự giản dị, chân thật và lòng yêu mến sâu sắc đối với Chúa của Teresa đã khiến cô trở thành biểu tượng của một đời sống đức tin sống động và khiêm nhường. Dù sống đời ẩn dật và bình thường, sau khi qua đời, cuộc đời và thông điệp của Teresa đã lan tỏa mạnh mẽ trong giáo hội. Năm 1925, chỉ 28 năm sau khi qua đời, cô đã được Đức Giáo Hoàng Pio X phong thánh. Năm 1997, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo III đã tôn phong Teresa làm tiến sĩ hội thánh, một vinh dự đặc biệt chỉ dành cho những người có ảnh hưởng to lớn đến thần học và đời sống tinh thần của giáo hội. Teresa Hài Đồng Giê-xu được gọi là tiến sĩ tình yêu, vì những đóng góp lớn lao về tình yêu Thiên Chúa và con đường nên thánh qua sự đơn sơ. Cô cũng được biết đến là vị thánh bảo trợ của các nhà truyền giáo, mặc dù cô chưa bao giờ rời khỏi tu viện. Cuộc đời của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là một minh chứng mạnh mẽ cho việc bất kỳ ai, dù trong hoàn cảnh nào, đều có thể nên thánh. Teresa đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Chúa qua những hành động nhỏ bé hàng ngày, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Sự khiêm nhường, lòng yêu mến Chúa và tinh thần dâng hiến của cô là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta trong hành trình đức tin. Thánh Teresa đã sống và dạy chúng ta rằng, không phải chỉ có những hành động lớn lao, phi thường mới đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, mà chính là những việc nhỏ nhặt, những cử chỉ yêu thương hàng ngày được thực hiện với lòng chân thành, khiêm nhường và yêu mến.
Đối với Teresa, mỗi việc làm nhỏ đều có thể trở thành một hành động yêu thương nếu chúng ta dâng lên Chúa với lòng tin tưởng và yêu mến. Lời dạy của Teresa rất phù hợp với bài tin mừng hôm nay, nơi Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng ai muốn làm lớn trong nước trời phải trở nên nhỏ bé như trẻ thơ. Teresa đã sống trọn vẹn lời dạy này bằng cách tự hạ mình, đón nhận cuộc sống với tất cả những đau khổ và niềm vui, dâng trọn tình yêu và lòng tin tưởng vào Chúa. Teresa nói, tôi muốn sống đời khiêm nhường và ẩn dật để cho Chúa hoàn toàn dẫn dắt cuộc đời tôi. Chính nhờ sự tin tưởng ấy mà cuộc đời của Teresa trở nên ánh sáng dẫn đường cho biết bao người. Một trong những thông điệp sâu sắc nhất mà Thánh Teresa để lại là sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa. Teresa luôn tin rằng Chúa yêu thương con người vô điều kiện, không phải vì những công trạng lớn lao mà vì chúng ta là con cái của Ngài. Qua những trang nhật ký của Teresa trong cuốn tự thuật, chúng ta thấy rõ sự bình an và tin tưởng mà Teresa cảm nhận khi phó thác tất cả mọi sự cho Chúa. Thánh Teresa đã từng nói, tôi không làm gì vĩ đại, nhưng tôi làm mọi thứ với tình yêu lớn lao. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng không cần phải làm những việc to tát để được Chúa yêu, mà chỉ cần sống trong tình yêu và lòng tin tưởng. Mỗi hành động nhỏ cũng có thể trở thành cầu nối giữa chúng ta và Chúa. Trong cuộc sống đầy những thách thức và khó khăn, đôi khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé và không đủ sức mạnh để làm những việc lớn lao. Nhưng qua gương sống của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, chúng ta học được rằng sự khiêm nhường và tình yêu trong những việc nhỏ có thể mang lại ý nghĩa lớn lao cho cuộc đời. Mỗi việc làm, mỗi lời nói yêu thương, mỗi cử chỉ quan tâm đều có thể trở thành một hành động thánh thiện nếu chúng ta đặt vào đó tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Anh chị em thân mến, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã sống một cuộc đời đầy yêu thương và tin tưởng vào Thiên Chúa. Qua con đường nhỏ của mình, Teresa đã chỉ cho chúng ta cách sống khiêm nhường và yêu mến Chúa trong từng giây phút nhỏ nhất của cuộc sống. Nguyện xin Thánh Teresa cầu bầu cho chúng ta để chúng ta biết sống yêu thương, khiêm nhường và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và tìm thấy ý nghĩa trong từng hành động nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu.